Hello, hello, Thành Luân xin kính chào quý khách. Ngày hôm nay đây, quý khách đang thấy đây là một tổng kho cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối và tất cả các nội thất đồ thờ đang có tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Quý khách về với đồ gỗ Thành Luân thì tha hồ lựa chọn. Đấy, lựa chọn, tha hồ lựa chọn luôn. Đây, 100 bộ cuốn thư câu đối, các mẫu mã, các loại cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối. Đấy, mọi người có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân. Chúng tôi có rất nhiều các sự lựa chọn cho mọi người. Khi về với cơ sở của Thành Luân chúng tôi thì khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn. Các bộ hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối và nội thất đồ thờ. Đi ra bảo bà Dinh mở cho. Đây bảo bà Dinh mở cho con. Đi ra nó đổ vào người. Bà Dinh bỏ tấm đấy ra, cháu lại che cuốn thư vào. Rất nhiều hoành phi câu đối và cuốn thư câu đối đang được trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Đấy, quý khách hàng có thể bớt chút thời gian về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để tham quan và mua sắm. Và đồng nghĩa khi quý khách hàng về với đồ gỗ Thành Luân thì quý khách hàng có rất nhiều có sự lựa chọn với các bộ cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối. Đây. Cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối chúng tôi có hàng trăm bộ đang trưng bày tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi. Mọi người có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân. Và đây chỉ là một cái gian nhỏ chúng tôi để cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối thôi. Còn chúng tôi còn rất rất nhiều các cái lời để hoành phi và cuốn thư câu đối rất nhiều. Có xứng đáng là một tổng kho về đồ thờ không? Cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối, rất nhiều các mẫu mã. Và ngoài ra chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu về kích thước và loại gỗ, kích thước mẫu mã và loại gỗ. Đây, tôi đếm sơ qua là 2, 4, 6, 8, 10, chỗ này là khoảng 20 chiếc, chỗ kia 20 chiếc, 60 chiếc rồi. Đấy, tôi mới kê tạm đây. Đây, cuốn thư câu đối đây có rất nhiều. Đây là quả bầu. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu về các cái sản phẩm hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Tại cơ sở cũng là cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có hàng trăm bộ cuốn thư câu đối, đầy đủ các mẫu mã gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ và gỗ gụ. Đấy, chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Khách có chữ nào mà yêu cầu Thành Luân chúng tôi làm theo yêu cầu cái chữ của gia đình đưa ra thì chúng tôi sẽ làm theo cái mẫu chữ của gia đình khách hàng luôn. Đây có xứng đáng là một cái tổng kho về các mặt hàng cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối không ạ? Và bác nào đang theo dõi livestream của Thành Luân thì hãy cho chúng tôi xin một like và một bình luận, để lại các bình luận để đóng góp những ý kiến. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý khách hàng. Rất nhiều. Rất nhiều các cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối đang được trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Và chúng tôi bán cái giá là hàng VIP và hàng thông thường. Đấy, mọi người có thể liên hệ với chúng tôi. Rất nhiều các hàng VIP, hàng thửa và các hàng thông thường. Cơ sở của Thành Luân chúng tôi là đa phần là làm hàng VIP, hàng thửa, không làm hàng chợ. Toàn bộ các cái bộ cuốn thư của chúng tôi là dày 5 phân và đục chạm thủ công bằng tay hết tất cả các loại mẫu mã. Tất cả các mẫu mã rất nhiều. Đấy. Quý khách hàng nào mà đã có dịp về với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi chắc chắn có thể thấy được các cái lô
sản phẩm cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối, cũng như là nội thất đồ thờ của chúng tôi. Rất nhiều, bạt ngàn, bao la và rộng lớn, rất chi là bao la và rộng lớn về các cái mặt hàng đồ thờ của Đồ Gỗ Thành Luân. Báo giá thì chúng tôi là có giá dao động từ 17 cho đến 25 triệu một bộ. Từ 17 triệu cho đến 25 triệu, chợ nữa tầm 15 triệu cũng có. Vâng, mọi người có thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để tham quan về các cái lô cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất nhiều. Khách đang theo dõi cái buổi livestream của Đồ Gỗ Thành Luân giới thiệu về các lô cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất nhiều. Mọi người hãy chia sẻ cái video clip này giúp Đồ Gỗ Thành Luân tôi đến với mọi người. Bạt ngàn cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối. Anh Mạnh Cường, anh muốn xem đồng hồ trụ gỗ hương thì anh nhắn tin vào Zalo, em sẽ gửi ảnh cho anh xem. Các bác nào muốn xem cái sản phẩm nào ấy, nhắn tin trực tiếp vào Zalo. Hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Rất nhiều cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối đang được trưng bày tại cơ sở của Thành Luân. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Sau lưng tôi đây là một dàn các cái hoành phi câu đối. Hoành phi câu đối và cuốn thư câu đối. Rất nhiều đây tôi đã để dày từng từng trong trong lớp lớp lên nhau nhé. Xem video chúng tôi quay tại rất nhiều hành phi câu đối và cuốn tự câu đối đang được trưng bày, thật là bao la và rộng lớn. Giá chỉ từ 17 triệu cho đến 25 triệu một bộ. Mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được sở hữu. Giá hành phi câu đối và cuốn tự câu đối từ 17 triệu cho đến 25 triệu. Và những bộ hoành phi câu đối chúng tôi có cái loại nó rơi vào tầm 15 triệu một bộ cũng có. Mọi người hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại ở dưới phần bình luận. Và một chúng tôi xin được kết thúc cái buổi livestream tại đây. Và xin chào hẹn lại mọi người trong những buổi livestream tiếp theo. Mọi người nhớ vào truy cập web kênh Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube, gõ Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube để đăng ký kênh để liên tục theo dõi các cái clip mà chúng tôi có quay full HD ở trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Thành Luân. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo.